Rồi, hôm giờ em nói là hôm quả đồ gai em ăn như nào, có gì thay đổi lần trước và sau như nào? Trước đây tức là mấy ngày hôm nay rồi, nhịp tim của em thường xuyên trong trạng thái là trên 90 và 100. Có lúc thì trên 100 nữa. Số trên, số dưới, huyết áp? Dưới huyết áp thì nó sẽ, tức là nó ở trạng thái là 110, 115, 116 thì đấy. Và cái số thứ hai thì nó thường xuyên ở với trạng thái là chỉ 6 mấy thôi. Đấy, thì khi em lăn này thì em thấy cả ba cái chỉ số nó đều ở trong ngưỡng cho phép được tốt. Thì nhịp tim đang từ ngay cái buổi tối hôm đấy thì nó đang là 98, bên 98 lên 96. Thì xong rồi em lăn như thế này. Thì cứ mãi vừa lăn vừa xem Facebook ấy ạ. Cứ lăn lâu chắc cũng lâu một chút, chắc khoảng tầm 5 phút thì đấy. Cũng không đến 10 phút đâu. Okay. Trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Em cứ lăn như thế này xong rồi em di như thế này. Cả cạnh bàn tay. Cả cạnh bàn tay như thế này ạ. Tay lăn dẻo đấy. Thì cứ lăn như thế này xong rồi vừa lăn vừa chơi thôi ạ. Một lúc sau thì khoảng chắc là sau nửa tiếng đến 40 phút gì đấy thì em đo huyết áp lại, nhớ ra em đo huyết áp lại thì em thấy nó xuống từ chỉ mấy, nó còn có 72 với cả 73 thôi ạ. Và đến ngày hôm nay thì em đang trạng thái đói thì mệt, không như mọi hôm giờ này em đến đây em đo là tầm 9 mấy thì bây giờ nó đang ở mức 82 thôi. 82 vâng. Vừa đang còn thang lên đúng không? Vâng, vâng. Làm lúc nào cũng thấy máy đo huyết áp lên người. Trẻ cũng đã mà em thấy đó. Là mọi hôm thì mình day rồi mình cào các thứ mà mình không lăn cái này thì thấy nó không xuống nhiều lắm. Nhưng cái này em thấy trước đấy thì như em cũng có day 6 vùng và em gạch mặt thì phải. Vâng, trước khi mà em lăn cái này của buổi tối hôm qua em 6 vùng tại vì em vừa mới đi chữa cho chú họ. Thì tay về làm xong thì em cũng thấy người hơi mệt, thế là về em gạch 6 vùng và em gạch mặt nữa, thấy người nó cũng tỉnh tỉnh rồi nên em lăn thêm cái này thôi. Ok, thế thì khi mà nhịp tim nó giảm xuống ấy, thì em thấy cơ thể nào, thấy người nào? Thấy người nó đỡ mệt hẳn đấy ạ. Vâng, nhịp tim nó nhanh là tự nhiên người mình nó cứ hồn hào đến. Tự nhiên rồi, nhịp tim bây giờ đập gần 100 là nó, vâng, đấy. Nó nhọc lắm. Mà mấy ngày liên tiếp nó toàn chín mấy ạ. Nhưng giờ lúc vừa cháu lăn cái đó đấy, khoảng bao nhiêu phút? Cháu lăn chắc chỉ 50 phút thôi, không đến đâu. Chắc chắn là không đến 15 phút. Bởi vì cháu chỉ lăn thế này cháu lướt khoảng mấy phút thôi mà. Thì tại vì là cháu cũng sợ là không được lăn nhiều ấy, nên là chắc là cháu đoán là không đến 10 phút đâu. Trước đây thì sao? Trước đây thì sao? Trước đây thì nhịp tim nó cao ạ. Trước đây cũng thế. Vâng, thường xuyên cao. Tôi thường xuyên lúc nào cũng tầm 88, tầm 9 ạ. Thời gian gần đây thì lại thấy tim lại thấy đập mạnh nhiều hơn ạ. Cứ lăn đều đánh 6 vùng hàng ngày. Vâng. Ok, thank you em.